Hello, em xin tự biến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất. Hôm nay mình lại là tiếp tục làm cái video mình đang đi mở đường khai thác ở trên đồi keo đấy các bác ạ. Thì cái đồi này thì là mình đã chuyển đến một cái công trình mới rồi, không phải ở những cái video trước nữa. Thì mình đến một cái đoạn này thì là nó có rất là nhiều đá. Bên đá cái nó làm đi rồi. Muốn để ở đây để mình đắp một cái đường để cho nó đỡ bị dốc các bác. Đây nó vào một cái khe nước chảy cho gọi là ở chân núi ấy các bác, cho nên là cái đá của nó rất là nhiều. Đá này thì nó không phải là đá tảng đâu, đá thớ thì đâu, nó chỉ là đá mồ côi thôi đấy. Cứ lâu lâu có một viên như thế này rất là to và mồ gọi là đơn côi, mà nó chỉ có mỗi viên thôi các bác. Moi thì nó cũng dễ thôi, nhưng mà làm gặp những cái trường hợp mà nó đá như thế này đấy thì mở nó sẽ rất là mất thời gian, rất là tốn công, làm nó cũng không được nhanh cho lắm. Anh em đi làm, nếu mà các bác làm ở chỗ nào mà nó có đất ấy, nó có đất, nó nhiều đất ấy, thì các bác cảm giác nó thấy nó nhanh lắm, làm nó đi nó sướng lắm. Nhưng mà gặp đá như thế này thì lúc thì moi này, lúc thì vần này, lúc thì gọi là các thể loại thì bắt đầu nó mới lên được. Cái này là mình đặt ở đây nhá. Đặt ở đây để lát nữa mình san cái đất ra. San cái đất ra thì nó sẽ lấp lên cái đó, thì cái đó nó sẽ làm một thành cái bờ kè rất là vững chắc luôn. Không có cái kè nào mà nó chắc hơn được là cái đá, những cái viên đá hộc to như này mà nó ở đây đâu. Sau này kể cả trời có mưa đi chăng nữa thì nó cũng không thể nó lở đi được. Đấy. Thì là ở phía dưới đây thì đang có công nông đang khai thác dần rồi anh em nhé. Cho nên là cái đồi này thì là sẽ xong trong vòng nay mai nữa thôi. Mình làm khoảng đôi video là sẽ xong rồi. Vừa rồi thì mình cũng có quay một cái video ở kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog ấy. Anh em nào mà quan tâm thì các bác có thể là sang kênh nó xem, thì em có để chúng ta quay từ cái phần ở bên dưới cái đoạn này. Đấy. Mình sẽ moi moi cái này đi, xong rồi mình du cái cây này xuống nhá. Cây ở đây mình thấy nó rất là giòn. Đấy. Buổi sáng này du nó hay bị toác cái gốc nó đi, bởi vì là mình nghĩ là keo này nó giòn quá. Cái này thì cho nó xuống dưới đi nhá. Gốc thì khá là bự choác, khá là to. Cây này là nó bị chết rồi này anh em. Người gốc nó lên rất là dễ. Phía dưới của cái bên tay trái của máy đây là rất là nhiều đá. Bác này, bác chủ nhà thì bác không muốn là mở nhiều đường, cho nên là bác ấy chọn cái đường ở đây. Cho nó sang bên cạnh đi. Anh em nhé, lại bắn nó xuống. Đấy. Kéo cái gốc, kéo cái này nó rơi xuống dưới đi. Nó xuống dưới để không bị lấp đất vào thì các bác ấy sẽ dễ dàng lấy nó hơn. Lá này thì mình cứ gạt hết ra đi.
cho nó sạch. Ở phía bên cạnh đây nó là một cái đồi bạch đàn, đồi cây bạch đàn anh em ạ. Bé rồi, chưa đến tuổi khai thác nhưng mà nó đất của nhà người khác. Ở đây là nó có một cái viên đá không phải là mồ côi nữa rồi. Bên đá mẹ, bên đá bố, bên đá ông ở đây rồi. Bò chà bá ở đây anh em ạ. Mình còn đang phải hạ bớt cái đường này xuống. Lại xếp đá ra, tôn đất lên. Và lại có đường các bạn. Anh em đi làm nếu như mà ở những cái thế đất mà nó cao ấy các bạn à, nó gọi là dốc, có cái dốc quá mà nó không có đá đấy mà xếp được thì đi lại cũng sẽ dễ, mà mình không phải múc đất nhiều. Đắp cũng dồn ở đây nhá, cái gốc này thì mình sẽ moi đi này. Cái lực kéo của cái máy này nó rất là khỏe. Mình thấy lực kéo là lực khỏe nhất. Xong bắt đầu là đến lực nâng. Lực nâng của nó cũng khỏe nhưng mà nó sau cái lực kéo này à. Mình nghĩ là lực kéo thì nó còn liên quan đến cái bệ cái máy của mình nữa. Cái máy của mình nó nặng thì là nó cũng sẽ người ta thiết kế cái xi lanh nó cũng cân đối. Đấy. Moi bằng gầu đi, xong rồi lát nữa mình sẽ ủi một đường một lớp ben mỏng mỏng đi là ok. Không biết sao ở đây có một hòn đá mà lúc nãy moi vào không thấy. Bây giờ lại thấy ở đây. Nãy mình khả năng mình moi ở nông. Tiếp tục xuống đây xếp đá chỗ này tiếp. Mấy cái hòn này thì là nó là mồ côi đây anh em ạ, không phải là đá to có chân ở dưới, là đá à, nó lăn xuống đây, nó lở xuống đây đâu. Chỗ này còn không có đất đây này. Ngồi mình cái viên này đi xem có liệu có đánh nước thấp xuống đây được không. Anh em thấy không, bao nhiêu phút rồi mà mới mở được có mấy mét thế này. Giờ lại vào gặp cái chỗ đá này nữa. Quả là những cái khó khăn. Chỗ này mà mưa xuống thì nước nó dồn về nhiều lắm đấy các bạn. Đá ở trên này này, viên to này, đè vào. Đấy, mày nó ở đấy đấy. Nó mà lăn ở dưới kia là cũng nguy hiểm. Thực ra cái viên như cái viên mà nó không tròn đấy thì nó không lăn đi xa đâu các bác, nó khi nào nó tròn mà nó có đà đấy nó đi rất là xa luôn. Đấy, vào đây xong bắt đầu moi cái viên này ra. Đấy, cái viên này khá là nhỏ thôi nhưng mà tại sao mà ngậy nó lại không thấy rung. Giờ
là mình cứ moi từ những cái viên ở phía trên này trước này. Đấy, xong bây giờ moi đến nó cái hòn này. Rung như thế này là lên đây các bác ạ. Hòn này ra xong bắt đầu mình lùa cái gậu nó xuống sâu hơn một tí. Dạ. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Đấy, mình chỉ kết thúc cái video này thôi. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Cái bác này, bác đi vào đây, bác bảo nó làm cho một lúc. Đây đi, móc nó lên đây nhá. Hả? Cái gì cơ? Đánh con đến chỗ rác cây để đạt rồi nhá. Vâng vâng. Dưới này đỡ, có ai không? Đánh đến đấy đấy. Cứ đánh như rồi, tôi đi theo cô Đông ra ngoài kia, cân gỗ xong đến đây này. Vâng, vâng, vâng. Xong đánh tông đấy. Vâng, vâng. Ok. Em chào các bác nhé.